Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 24. Nghe vậy, đám viện trưởng lại cảm thấy xấu hổ. Bởi vì lúc nãy Diệp Lâm cứu người, bọn họ đều châm chọc liên tục, bây giờ nghĩ lại thật sự là rất mất mặt. Mọi người nhìn xung quanh, sôi nổi tìm kiếm. À, Diệp Thần Y, phó viện trưởng Thôi nói lời kia đã sợ ngất luôn rồi. Cậu tha cho ông ta đi. Có người chỉ vào một ông cụ ngất xỉu trên mặt đất rồi lên tiếng xin tha thứ hộ. Hừ, thật là vô dụng. Diệp Lâm cười nhạo, bác sĩ cũng bị người sống dọa ngất nữa hả? Đương nhiên, Diệp Lâm cũng chỉ nói mà thôi, chứ không đi so đo với loại người như ông ta. Đúng lúc này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao Dương Sĩ Tuấn đột nhiên bước lên nắm tay Diệp Lâm, sốt ruột nói, tiểu thần y, cậu, có thể dùng thần dược của cậu cứu tôi một mạng. Ở trong mắt Dương Sĩ Tuấn, Diệp Lâm ngay cả, người chết cũng có thể cứu sống, trong khi mình còn sống, vậy là chắc chắn có thể cứu được. Lần này mình đến đây là đúng rồi, không ngờ lại may mắn gặp được một vị thần y trung y. Ha ha, Diệp Lâm cười nói, Dương đại nhân, lúc nãy ông muốn báo quan bắt tôi mà. Ơ kìa, Dương Sĩ Tuấn cười ngại ngùng, lúc nãy tôi hiểu lầm thần y, tôi xin lỗi thần y. Dứt lời, Dương Sĩ Tuấn khom mình hành lễ. Diệp Lâm vội vàng ngăn cản, Dương đại nhân không cần đa lễ. Diệp Lâm cảm thấy Dương Sĩ Tuấn cũng coi như là thanh quan, đức cao vọng trọng, lão thái sư từng đánh giá tất cao về ông ta. Nếu ông ta bị bệnh, Diệp Lâm tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Sau đó, Diệp Lâm cầm một viên đan dược cuối cùng đưa cho Dương Sĩ Tuấn, Dương đại nhân chỉ cần uống viên đan dược này là sẽ hết bệnh ung thư dạ dày. Dương Sĩ Tuấn cầm đan dược, có chút do dự hỏi, tôi nhớ rõ lúc nãy cậu giới thiệu Trung Hỗn Nguyên Đan chỉ có thể chữa bệnh mãn tính, còn bệnh ung thư thì phải dùng Đại Hỗn Nguyên Đan. Dứt lời, Dương Sĩ Tuấn nhìn thoáng qua Xích Long với ánh mắt hâm mộ, thầm nghĩ, tiếc là cậu ta cùng Đại Hỗn Nguyên Đan rồi. Dương đại nhân cứ yên tâm đi, ông chỉ mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu thôi, không phải chuyện gì lớn. Diệp Lâm nói, uống Trung Hỗn Nguyên Đan là đủ rồi. Đây là đan dược do chính tôi luyện chế, có đủ thành phần thiên tài địa bảo, hiệu quả không kém Đại Hỗn Nguyên Đan là bao. Nói cách khác, Đại Hỗn Nguyên Đan không thể khiến người ta chết mà sống lại. Ồ, vậy tôi không khách sáo. Nghe Diệp Lâm nói vậy, Dương Sĩ Tuấn mới yên lòng, không chút nghi ngờ mà nuốt trọn viên đan dược vào miệng. Ông Dương, ông cảm thấy sao rồi? Đám viện trưởng nhìn về phía ông ta với ánh mắt mong chờ. Hừm, Dương Sĩ Tuấn xoa bụng thử cảm nhận, cười nói, khá tốt, có chút đói bụng rồi. Tôi cảm thấy bây giờ cho tôi một con trâu tôi cũng có thể nuốt trôi. Dương Sĩ Tuấn đột nhiên thèm ăn, cái gì cũng ăn được. Hắc Long dẫn Dương đại nhân đi ăn đi, Diệp Lâm sắp xếp. Tiểu thần y, có cần phải kiêng ăn món gì không? Dương Sĩ Tuấn hỏi. Không cần, ông thích ăn cái gì thì ăn đi. Diệp Lâm cười nói, ông đã hết bệnh rồi. Ha ha, Dương Sĩ Tuấn vui mừng nói, vậy tôi đi ăn trước, chờ lát nữa tôi sẽ quay lại cảm ơn cậu. Đám viện trưởng thấy vậy thì rất là ngạc nhiên. Từ Xích Long chết mà sống lại đến Dương Sĩ Tuấn chữa lành ung thư dạ dày chỉ tốn 3 viên đan dược. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai tin, rồi ai dám tin cơ chứ? Nếu nói Xích Long và Diệp Lâm cùng nhau diễn một vở kịch để lừa mọi người, vậy Dương Sĩ Tuấn thì sao? Một quan to như Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao không đến mức đi theo một đám giang hồ bịp bợm để lừa đảo đâu nhỉ? Ông Dương có muốn đi bệnh viện khám lại không? Phó viện trưởng hỏi. Không cần, Dương Sĩ Tuấn đi ra ngoài, tôi tin tưởng cảm giác của mình và tin tưởng đan dược của tiểu thần y. Sau khi Dương Sĩ Tuấn đi rồi, Diệp Lâm nói với đám viện trưởng ở lại, các vị, bây giờ có thể ngồi xuống suy xét đề nghị lúc đầu của tôi chưa? Mọi người sôi nối ngồi xuống, không dám nhiều lời. Sau này tôi nhận thầu hết thuốc của tất cả các bệnh viện. 3 viên đan dược của tôi có thể chữa khỏi mọi bệnh tật trong thiên hạ. Tây y khống chế thế giới mấy trăm năm rồi, bây giờ đến lượt Trung y lên sân khấu. Cách nói hùng hồn của Diệp Lâm khiến đám viện trưởng bệnh viện Trung y đều cảm thấy xúc động. Bọn họ có nằm mơ cũng mong muốn Trung y phục hưng dẫn đầu thế giới. Trước đây bọn họ chỉ có thể nằm mơ, còn bây giờ Diệp Lâm lại mang điều không thể đến hiện thực. Trung y có thể phục hưng thật sao? Nếu là thật thì tôi có chết cũng không tiếc. Lúc này, viện trưởng Trung y đứng dậy nói, nếu cậu có thể làm được thì tôi bằng lòng nhận cậu làm thầy. Nghe vậy, đám Trung y lập tức bùng nổ, sôi nổi lên tiếng ngăn cản. Ông Bành, không được đâu. Ông có địa vị như là người sáng lập trong giới Trung y,
sao có thể nhận một người trẻ tuổi làm thầy được? Chẳng phải là vai vế rối loạn hết cả lên hay sao? Đúng vậy, ông nhận cậu ta làm thầy, sau này chúng tôi phải xưng hô thế nào với cậu ta? Đám trung y cho rằng viện trưởng bệnh viện trung y là một người đức cao vọng trọng, địa vị cao cả, có rất nhiều học trò, chỉ có người khác cầu mong nhận ông ấy làm thầy, khi nào đến lượt ông ấy nhận người khác làm thầy. Người giỏi làm thầy, ông Bảnh thật sự suy nghĩ rất thoáng, khen ngợi, chỉ dựa vào ba viên đan dược kia thôi cũng đủ để tôi nhận cậu ấy làm thầy rồi. Dứt lời, ông Bảnh nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt mong chờ. Nằm mơ đi. Diệp Lâm chừng ông ta một cái, nằm mơ đi. Không nhận. Phụt. Đám trung y nghe vậy thì tức giận đến mức suýt hộc máu, thầm nghĩ thằng nhãi này làm ra vẻ thật đấy. Ngay cả người đứng đầu giới trung y như ông Bành chủ động nhận thầy mà cũng dám từ chối. Ai cho cậu lá gan để làm vậy? Có đại lão như ông Bành chống lưng cho cậu thì cậu muốn làm gì mà không thuận lợi hơn? Ngược lại, nếu ông Bành dẫn đầu phản đối thì dù thần dược của cậu có ghê gớm hơn nữa cũng đừng mong được dùng trong bệnh viện trung y. Đây chính là lực lượng của uy quyền. Ở giới trung y, ngoài bệnh viện trung ương ra thì có ai không nể mặt ông Bành đâu chứ? Ông Bành cho cậu cơ hội mà cậu lại không chịu bắt lấy. Hai, nghe vậy, ông Bành đỏ mặt, cảm thấy có chút mất mặt khi bị từ chối trước mặt mọi người. Có điều nghĩ lại thì chắc là do thái độ vừa rồi của mình không tốt nên mới bị từ chối, hôm nào lại nói chuyện nhận thầy xin đơn thuốc vậy. Để thể hiện thành ý của mình, ông Bành hứa hẹn, tiểu thần y, nếu ba viên đan dược của cậu thật sự thần kỳ như cậu vừa mới thử nghiệm, có thể chữa hết mọi bệnh, thì tôi sẽ đại diện cho giới trung y đồng ý đổi sang dùng đan dược của cậu chữa trị cho người bệnh. Ông Bành đã dẫn đầu đồng ý, đám viện trưởng trung y còn lại cũng gật đầu đồng ý theo, tỏ vẻ bằng lòng phối hợp tăng mạnh lượng dùng đan dược. Giờ phút này, áp lực dồn hết sang phía Tây y. Tây y chiếm 2/3 số người ở đây, bạn họ còn đang bàn tán xôn xao, chưa thể quyết định được. Đan dược tốt là tốt thật, nhưng lại dùng cho trung y, không liên quan gì đến y học hiện đại. Không lẽ người bệnh đến bệnh viện chụp này chụp kia khám sức khỏe, anh lại đi nói với người ta uống một viên đan dược là được rồi, không cần khám lung tung. Anh cảm thấy người ta sẽ nghĩ thế nào? Đầu óc bác sĩ có vấn đề hả? Nếu người ta muốn khám trung y thì người ta đã đi bệnh viện trung y rồi, còn chạy đến bệnh viện tây y của anh làm gì? Đây chính là vấn đề về lập trường. Bảo bệnh viện tây y ra đơn thuốc là trung y. Tiểu thần y, tuy rằng đan dược của cậu có hiệu quả rất tốt, nhưng mà cậu cũng phải suy xét đến mức độ tiếp thu của người bệnh, bắt buộc dùng có khi sẽ mang đến hiệu quả ngược. Đúng vậy, hiện nay người dân nước ta không tin nhiều vào trung y, chắc là hơi khó khi bảo bọn họ dùng trung dược. Chúng tôi còn phải nghiên cứu và học tập về ba viên đan dược, chứ ngay khi cả bản thân chúng tôi cũng không hiểu thì sao có thể ra thuốc đúng bệnh cho người bệnh được. Mọi người sôi nổi đưa ra ý kiến của mình, nói tóm lại chính là rất khó khăn, không thể giải quyết trong một câu nói được. Các ông phải tự giải quyết mấy vấn đề mà các ông nói lúc này, Diệp Lâm nói, nếu không tôi gọi các ông đến để làm gì. Sau khi trở về, các ông hãy mở họp ngay để tiến hành huấn luyện tất cả các bác sĩ, chỗ nào không hiểu thì đi bệnh viện trung y tìm người giúp đỡ, bác sĩ sẽ mở rộng giải thích chỗ tốt của đan dược với người bệnh. Đây là các công việc mà các ông cần phải làm. Diệp Lâm tất nhiên biết cần phải tốn một quá trình để tiếp thu sự vật mới mẻ. Nếu có ba bệnh viện lớn dẫn đầu thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Kìa, nghe vậy, đám Tây y đều có chút sửng sốt. Bảo trung y huấn luyện bọn họ, sau đó bọn họ sẽ đi mở rộng trung dược với người bệnh. Có khác gì bảo bọn họ đi đập bát cơm của chính mình đâu chứ? Vậy thì tương lai liệu có cần phải có Tây y nữa không? Dù sao thì ai cũng đi học trung y hết rồi. Khác nghề như cách núi. Dù rằng trung y và tây y đều là y, nhưng mà là kiểu chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bọn họ rất lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, dẫn đến toàn dân đều uống trung dược thì bọn họ phải nghỉ việc. Tiểu thần y, lúc này, phó viện trưởng đứng dậy nói, mở rộng thần dược tất nhiên là chuyện lớn lợi quốc lợi dân, nhưng mà... Phó viện trưởng đảo giọng hỏi ra một vấn đề hiện thực và nghiêm túc hơn nữa, xưởng sản xuất thuốc tây phải làm sao đây? Cả nước có mấy nghìn công ty dược phẩm. Một khi ba viên đan dược của cậu lũng đoạn thị trường thì mấy công ty đó biết làm sao đây? Đây là chuyện rút dây động rừng, không thể không cẩn thận. Phó viện trưởng hỏi thẳng vào trung tâm vấn đề, chẳng lẽ phải đóng cửa hết sao? Không được sao, Diệp Lâm bình tĩnh nói, lạc hậu là sẽ bị đào thải vốn là một chuyện rất bình thường.
chẳng lẽ phải giữ xấu bỏ tốt? Đối với những công ty chỉ biết ăn no chờ chết, không có năng lực nghiên cứu khoa học, đóng cửa là chuyện tốt. Lời nói của Diệp Lâm thật đáng kinh ngạc, khiến tất cả các bác sĩ có mặt, đặc biệt là các bác sĩ Tây Y đều bị sốc. Hàng nghìn công ty dược phẩm này có liên quan đến dân sinh, cung cấp hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu việc làm. Viện trưởng Phó tranh luận. Diệp Lâm nói, vấn đề ông lo lắng chẳng qua chỉ là nỗi đau của việc nâng cấp ngành công nghiệp mà thôi, rất nhanh sẽ qua. Một khi thị trường trung y toàn cầu hoàn toàn mở rộng, đó sẽ là thời đại mà trung y sẽ dẫn đầu thế giới, sẽ cung cấp nhiều việc làm hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Nghe được những lời này của Diệp Lâm, mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy rất có lý. Dù sao, mọi người đều có thể nhìn thấy được giá trị của ba viên thuốc này. Một khi ra mắt, nó sẽ giống như thay đổi thế giới và lật đổ toàn bộ giới y học. Đến lúc đó, ngành dược phẩm của Đại Hạ cũng sẽ mở ra sự phát triển mạnh mẽ, đây thực sự là cuộc nâng cấp ngành công nghiệp. Tuy nhiên, viện trưởng Phó vẫn lắc đầu nói, cách làm cực đoan như vậy thật đau đớn, tôi vẫn có chút không thể chấp nhận được. Thấy mọi người vẫn còn có ý kiến phản đối, Diệp Lâm đứng lên nói, tôi biết các vị có quan hệ tốt với các công ty dược lớn, những năm qua cũng nhận không ít tiền hoa hồng đúng không? Thấy những công y dược này gặp rắc rối, cũng có cảm giác nguy cơ môi hở răng lạnh. Anh đừng có nói bậy. Viện trưởng Phó nói, làm gì có hoa hồng gì, tôi còn chưa từng nghe nói đến. Các ông đã từng tiếp nhận chưa? Viện trưởng Phó cố ý hỏi các viện trưởng của các bệnh viện khác. Đang đùa cái gì chứ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hồng bao. Các viện trưởng khác cũng nói một cách chính trực. Không đợi bọn họ chuyển chủ đề, Diệp Lâm tiếp tục, nhưng trong khi kiếm tiền, các vị cũng nên gánh vác trách nhiệm của một người bác sĩ. Hãy suy nghĩ kỹ hơn xem, thuốc do các công ty dược phẩm này sản xuất có thực sự hiệu quả đối với bệnh nhân không? Tác dụng phụ có ít không? Có phải là loại tiên tiến nhất không? Đáp án của những câu hỏi này, không cần tôi nói, các vị đều biết rõ. Hiển nhiên là phủ định. Các bác sĩ đều im lặng, ngành công nghiệp dược phẩm ở Đại Hạ quả thực vẫn còn rất lạc hậu. Theo những gì tôi được biết Diệp Lâm nói, các công ty dược phẩm của nước ta hiện nay không được đưa vào danh sách xếp hạng trên thế giới. Thuốc do các công ty dược phẩm này sản xuất đều là sản phẩm lạc hậu đã bị phương Tây đào thải. Hoàn toàn là nhặt những thứ còn sót lại của phương Tây. Các loại thuốc cứu người tiên tiến nhất và hiệu quả hơn hoặc là có tiền cũng không mua được, hoặc là có giá trên trời, người dân bình thường căn bản không thể mua được. Thử hỏi, công ty dược phẩm kém năng lực như vậy thì có cần tồn tại hay không? Phá sản có gì đáng tiếc chứ? Những lời này khiến tất cả bác sĩ có mặt đều không nói nên lời. Bọn họ không thể phản bác, bởi vì tất cả những gì Diệp Lâm nói đều có lý, thậm chí thực tế lại càng tệ hơn. Diệp Lâm lấy ra một số liệu khác để so sánh, các ông có biết các đại gia dược phẩm phương Tây mỗi năm đầu tư bao nhiêu vào việc nghiên cứu và phát triển thuốc mới không? Khi các bác sĩ nhìn vào số liệu do Diệp Lâm đưa ra, bỗng nhiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, thậm chí còn rất xấu hổ. 20 tỷ, còn là mễ kim, Diệp Lâm nói, đây chỉ là một công ty dược phẩm, số tiền đầu tư của tất cả các công ty dược phẩm của cả phương Tây càng là một con số trên trời. Nhìn lại Đại Hạ của chúng ta, một công ty dược phẩm khổng lồ cả năm chỉ hơn 100 triệu cho việc nghiên cứu và phát triển. So sánh đầu tư nghiên cứu phát triển giữa hai bên, chênh lệch gấp ngàn lần. Thử hỏi, một công ty dược phẩm như vậy thì có tham vọng gì? Còn có mong đợi gì cho người dân, đất nước? Với mức đầu tư khủng như vậy, nếu vẫn có thể sản xuất ra những loại thuốc mới hiệu quả và an toàn hơn, mới là lạ đấy. Các bác sĩ đều im lặng. Viện trưởng Phó cũng thấp giọng biện hộ một câu, phương diện này của chúng ta. Vừa mới bắt đầu, đã không dễ dàng. Diệp Lâm trầm giọng nói, loại tâm lý tư sản mại bản này không chỉ hại dân mà còn hại quốc gia, trì hoãn cả dân tộc. Chuyên BX. Chúng ta lùi lại một bước suy nghĩ, ngộ nhớ có một ngày, ngành y tế phương Tây, cũng giống như ngành công nghệ cao cấm chip đối với chúng ta, ngừng bán thuốc của chúng ta, thì sẽ như thế nào? Hãy lùi lại một bước nữa, nếu một ngày nào đó trong tương lai, xuất hiện một căn bệnh nguy hiểm hơn, nước ngoài nghiên cứu phát triển ra thuốc đặc hiệu, nhưng không bán cho chúng ta, hoặc bán giá cao ngất ngưởng, mà chúng ta không thể nghiên cứu phát triển ra được, lẽ nào phải chờ chết sao? Lời nói của Diệp Lâm khiến hiện trường náo động. Có lẽ, không nghiêm trọng như vậy đâu. Sắc mặt viện trưởng Phó đột nhiên tái nhợt, lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng trên phương diện chủ nghĩa nhân đạo. Phương Tây chắc là sẽ không xấu như vậy, không thể nào thấy chết không cứu. Diệp Lâm cười lạnh, ông đối với kẻ địch,
cũng hoang tưởng quá đẹp rồi đấy. Những câu hỏi này hoàn toàn không phải là báo động. Các vị nên hiểu rằng cấu trúc thế giới hiện đã được thiết lập, sự đối đầu giữa phương Đông và phương Tây đã là điều chắc chắn. Cấm chip chỉ là bước đầu, sớm hay muộn ngành dược phẩm cũng sẽ ảnh hưởng. Nâng cấp ngành dược phẩm là cấp bách, loại thuốc cứu mạng này, thay vì lấy từ tay người khác, chỉ bắn nằm nó trong tay chính mình, như vậy mới yên tâm hơn, tránh bị người ngoài bóp cổ. Nói xong, Diệp Lâm đưa ra quyết định cuối cùng, tôi mời các vị tới đây không phải để thương lượng chuyện này, mà là báo trước cho các vị. Để các vị chuẩn bị tinh thần. Việc tôi dặn dò các vị làm thì cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Huống hồ, tôi sẽ nói rõ lợi hại của chuyện này với nhà nước, để nội các tiến hành thúc đẩy, các vị có thể chống đối tôi, nhưng các vị có dám chống lại nhà nước không? Mọi người đều bị sốc khi nghe điều này. Nếu đất nước cưỡng ép thúc đẩy thuốc trung y, bọn họ thực sự không thể ngăn cản. Nói hay lắm, lúc này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao Dương Sĩ Tuấn sau khi ăn xong liền quay lại, nếu ngành dược bị bóp cổ, quả thực sẽ nguy hiểm chết người. Nội các của chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ thần dược của các tiểu thần y các người. Vừa nói, Dương Sĩ Quân vừa nhìn về phía các viện trưởng có mặt, các người ai đồng ý, ai dám phản đối. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Ông Dương nói đúng. Lời đã nói đến mức đó, lại có nguyên lão trong nội các ủng hộ, các viện trưởng bọn họ sao dám phản đối. Ai dám phản đối vào lúc này, có tin ngày mai sẽ bị cách chức viện trưởng không? Lúc này, có sự can thiệp mạnh mẽ của Dương Sĩ Quân, tất cả các viện trưởng có mặt, cho dù muốn hay không muốn, đều dừng lại, không dám phàn nàn nữa. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Các vị trở vẽ bắt đầu chuẩn bị đi. Tan họp. Nghe vậy, các viện trưởng lần lượt đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, các viện trưởng bệnh viện Tây Y có chút mất tập trung. Dù sao, một khi thời đại của Trung Y đến, địa vị xã hội của họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí các bệnh viện Tây Y trong tương lai cũng sẽ trống rỗng. Làm sao họ có thể vui lên được? Chỉ có các bác sĩ Trung Y trong các bệnh viện y học cổ truyền là trông vui vẻ và trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Ha ha, Trung Y cuối cùng cũng có được một lần kiêu ngạo rồi. Có phải thời đại Trung Y dẫn đầu thế giới sắp đến rồi không? Xem ra tôi phải sống thêm vài năm nữa để chứng kiến lịch sử. Trăm năm nữa, sẽ thông báo tin tốt này cho liệt tổ liệt tông bên dưới. Đợi các viện trưởng lần lượt giải tán. Dương Sĩ Quân lại liên tục cảm ơn Diệp Lâm, tiểu thần y, sau khi uống viên thuốc thần của anh, tôi cảm thấy rất tốt. Vừa nãy đã ăn một con gà, một con vịt và nửa con ngỗng nướng. Chưa kể đồ ăn ở đây rất ngon. Hắc Long ở một bên cười nói, Dương đại nhân quá khen rồi, đều là những món ăn hàng ngày thôi. Vừa nói, Dương Sĩ Quân lại muốn Diệp Lâm giúp mình xem đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh chưa. Diệp Lâm cười nói, nếu Dương đại nhân vẫn chưa yên tâm, có thể đến bệnh viện kiểm tra tổng thể, thì sẽ biết ngay thôi. Không cần kiểm tra nữa, Dương Sĩ Quân cười nói, tôi tin tưởng tiểu thần y. Hôm nay tôi còn có một số công vụ phải làm, tôi xin phép đi trước, hôm khác sẽ tiếp đãi tiểu thần y anh để tỏ lòng biết ơn. Nói xong, Dương Sĩ Quân cũng cáo từ, đi về phía nội các. Sau khi rời khỏi phòng họp, đám người Hắc Long đi theo Diệp Lâm, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của anh. Xích Long, sao cậu còn ở đây? Đột nhiên, bước chân Diệp Lâm dừng lại, anh nhìn thấy Xích Long đi theo mình, tôi nói rồi, cậu tự do rồi, tôi cho phép cậu rời khỏi Long Môn. Tuy nhiên, Xích Long bướng bỉnh lắc đầu, Xích Long trước đây đã chết rồi. Bây giờ, cái mạng này của tôi là do anh cứu, từ nay về sau, mạng này sẽ là của anh. Tôi sẽ không rời khỏi Long Môn nửa bước, tôi nguyện nhận anh làm chủ nhân. Nghe vậy, Diệp Lâm bất đắc dĩ cười khổ. Người vừa rồi rửa tay trong chậu vàng là cậu, bây giờ người nhận tôi làm chủ nhân cũng là cậu. Bỏ đi, nếu cậu muốn ở lại, đã hoàn toàn trung thành với Lão Long Vương, vậy thì cậu cứ ở lại đi, chuyện trước đây không nhắc đến nữa. Thấy vậy, đám người Hắc Long cũng tỏ ra vui mừng, ha ha, anh em tốt, từ nay chúng ta lại có thể sát cánh chiến đấu rồi. Đi theo Long Vương mới, đảm bảo cậu sẽ không hối hận. Cậu sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, Lam Long lại nói, Long Vương đại nhân, đan dược lần trước anh đưa cho chúng tôi đã dùng hết rồi, có thể cho chúng ta thêm mấy viên được không? Diệp Lâm liếc nhìn mọi người, thấy bọn họ đã tiến bộ ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng mức độ tiến bộ chỉ có hạn. Vì vậy, Diệp Lâm nói, những đan dược đó cũng có tính kháng thuốc, uống một lần rồi, uống tiếp hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.
thực lực của các cậu hiện tại cũng đủ dùng rồi, nếu gặp phải cổ võ, vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Bạch Long có chút thất vọng nói, vậy làm sao mới có thể trở nên lợi hại như Long Vương đại nhân anh chứ? Cho dù có 1/10 sức mạnh của anh. Không cần vội, rất nhanh thôi, Diệp Lâm nói với bọn họ, đợi khi tôi tìm được Dược Vương Cốc, dùng lò nung thiên địa ở đó luyện chế trúc cơ đan, đến lúc đó, các cậu sẽ uống viên thuốc này, thực lực ít nhất sẽ có thể thăng cấp đến cảnh giới nhất phẩm tông sư. Nhất phẩm tông sư. Mọi người đều vui mừng khôn xiết khi nghe điều này. Dù sao, thực lực của nhất phẩm là cảnh giới mà trước đây họ chưa bao giờ dám mơ tới. Bây giờ, chỉ cần uống một viên đan dược là có thể thăng cấp nhanh chóng. Tuy nhiên, nghĩ đến vừa rồi Diệp Lâm dùng một viên đan dược mà có thể khiến Xích Long sống lại. Vậy thì lời nói của Diệp Lâm càng có sức thuyết phục hơn. Vậy bây giờ tôi sẽ phái người đi nghe ngóng tung tích của Dược Vương Cốc. Hắc Long chuẩn bị triệu tập tất cả mọi người, ngày đêm tìm kiếm. Không cần lãng phí công sức, Diệp Lâm ngăn cản, Dược Vương Cốc đã thoát khỏi thế giới này, trừ phi bọn họ tự mình xuất hiện, nếu không thì người ngoài sẽ không cách nào tìm được bọn họ. Nếu cậu cố ý phái người đi nghe ngóng, ngược lại sẽ khơi dậy sự cảnh giác của họ, càng khiến người khác không phát hiện ra được. Hắc Long nghe vậy gãi đầu nói, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ phải chờ đợi? Vậy thì phải chờ đến khi nào? Bây giờ là dụ dần ra khỏi hang, Diệp Lâm kiên định nói. Đợi Hỗn Nguyên Đan ra mắt, Diệp Lâm không tin người của Dược Vương Cốc lại không có phản ứng gì. Sớm muộn gì họ cũng sẽ chủ động đến tìm anh. Được rồi, tôi cũng phải điểm danh rồi. Bây giờ Diệp Lâm đã tiếp quản sở Trấn Yêu, cũng phải điểm danh hàng ngày, kiểm tra tình hình. Sau đó, Diệp Lâm cưỡi lên con ngựa Akhantech, chào tạm biệt mọi người. Khi đang chạy nhanh, anh tình cờ vượt qua một chiếc ô tô màu đen. Ngồi trên xe không ai khác chính là Dương Sĩ Quân, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao. Ý, đó không phải là tiểu thần y sao? Con ngựa anh ta cưỡi nhìn có chút quen mắt, giống như ngựa mã trong nhà nước vậy. Dương Sĩ Quân nhìn theo bóng lưng của Thần Y đang chạy xa, lắc đầu. Ông luôn có cảm giác mình đã từng nhìn thấy con ngựa đó ở đâu rồi. Bên kia, Diệp Lâm đang cưỡi ngựa, khi sắp đi đến sở Trấn Yêu. Đây không phải là con ngựa Akhantech hôm qua sao? Đúng là tên trộm ngựa đó. Ở ven đường, đôi mắt của Dương Thiến gần như bốc cháy khi nhìn thấy Diệp Lâm cưỡi ngựa đi ngang qua. Sau đó kéo thanh niên cao lớn mặc đồ gấm đến bên cạnh, nói, anh. Chính là tiểu tử đó. Chính là hắn hôm qua đã bắt nạt em. Vừa nói, vết roi trên người Dương Thiến lại bắt đầu đau đớn, như thể phản xạ có điều kiện. Hả, quả nhiên là một con ngựa Akhantech kết ngựa tốt đấy. Dương Đông nhìn thấy, hai mắt sáng lên. Tiểu tử, anh đứng lại cho tôi xuống ngựa. Dương Đông cũng là một người luyện võ, lại từng ở trong doanh trại quân đội nên thân thủ không giống người bình thường. Vừa nói, Dương Đông vừa đứng dậy, lao tới trước mặt Diệp Lâm, muốn ép anh dừng lại. Tuy nhiên, Diệp Lâm dường như không nhìn thấy trước mặt có người, trực tiếp phi ngựa qua. Mẹ kiếp, Dương Đông ngây ra khí nhìn thấy điều này. Anh ta không ngờ Diệp Lâm lại dám không dừng lại. Mà con ngựa Akhantech đó là một con chiến mã có thể phi nước đại, sức tấn công khủng khiếp của nó giống như một chiếc xe tăng, nghiền nát mọi thứ, người bình thường căn bản không thể dừng nó lại được. Cho dù Dương Đông rất điêu luyện nhưng anh ta vẫn khó có thể chống lại con chiến mã đang lao tới trước mặt. Ở khoảng cách gần như vậy, Dương Đông muốn tránh nhưng đã quá muộn. Binh! Có một tiếng đập mạnh. Dương Đông không ngăn được ngựa mà bị đánh manh, bay ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.